Kiến và ve sầu. Ngày xưa ngày xưa, khi mùa hè vẫn đang độ rực rỡ, các loài động vật sống trong rừng, các loài chim chóc và côn trùng tận hưởng những ngày hè, và tất nhiên chúng không gặp khó khăn gì khi để kiếm tìm thức ăn. Đây là một ngày bình thường đối với con ve sầu lười nhác. Nó ăn rễ cây thảo dược mà nó đã nhặt nhạnh được trong khi chơi đàn dương cầm và ca hát dưới gốc cây. Ôi, thật là một ngày đẹp trời, la 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 la, tôi sẽ chơi đàn và ca hát. Tuy không nhớ hết lời bài hát, nhưng sẽ ổn thôi. Khi nó ca xong bài hát nhất tai của mình, nó nghe thấy một tiếng động và lắng nghe thật kỹ càng. Để biết được tiếng động đó ở đâu và do ai gây ra, ve sầu liền nhảy ngay lên các cành cây trên cao. Và ngay khi đó, nó nhìn từ xa một đàn kiến. Chúng đang diễu hành như những người lính. Những con kiến vất vả mang nặng trên mình những hạt cây và hoa quả khô rơi từ trên cây xuống. Ve sầu nhảy xuống mặt đất và thấy bối rối khi nó nhìn thấy đàn kiến biến mất. Mình chưa bao giờ hiểu được đàn kiến. Họ luôn luôn làm việc. Ngay lúc đó, nó nhận thấy một con kiến đi ngang chỗ nó. Con kiến đang cố gắng vác một hạt khô lớn gấp nhiều lần so với người nó. Ngay khi con kiến đi qua chỗ ve sầu, con kiến để rơi hạt giống nó đang mang. Thực sự là nó cần phải nghỉ ngơi. Ve sầu nhìn chằm chằm vào con kiến bằng đôi mắt vô hồn. Anh chuẩn bị chuyển đến chỗ khác à? Không. Đừng nói với tôi là có một thiên tai chuẩn bị xảy đến nha. Đó là lý do tại sao anh bỏ không đi. Không có đâu. Vậy tôi có thể hỏi anh đã làm gì được không? Chúng tôi đang chuyển thức ăn vào tổ. Ồ, vậy sao? Các anh chắc hẳn có rất nhiều khách khứa vào đêm nay. Chúng tôi đang dự trữ thức ăn cho mùa đông. Các anh đang dự trữ thức ăn cho mùa đông sao? Để làm gì? Và thêm nữa là tại sao phải vội vã vậy? Vẫn còn lâu mới tới mùa đông mà. Hãy vui chơi, tận hưởng mùa hè đi chứ. Vậy đây là những gì anh khuyên chúng tôi nên làm để chuẩn bị cho mùa đông đó à? Chúng ta sẽ tìm ra việc gì đó thú vị để làm, đừng lo lắng. Tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là niềm vui thôi. Vậy tôi hỏi anh, chúng ta sẽ ăn cái gì? Tôi sẽ nghĩ tới việc đó khi mùa đông bắt đầu. Giờ mới là mùa hạ và có đầy rẫy đồ ăn ở khắp mọi nơi. Kiến đã nghe đủ những lời nói vô nghĩa của ve sầu, nên cố gắng đặt lại hạt giống lên lưng mình. Tôi phải bắt kịp các bạn của tôi. Anh có thể giúp tôi cùng mang hạt giống trên lưng tôi được không? Một nghệ sĩ như tôi không nên mang vác những đồ vật nặng nề như vậy. Sau khi nghe câu trả lời từ ve sầu, con kiến ném cho ve sầu một cái nhìn lạ lùng và tiếp tục cố gắng đặt hạt giống lên lưng mình. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp anh một chút đó. Ve sầu nhặt những hạt giống lớn trên sàn và đặt lên lưng kiến. Kiến cảm ơn ve sầu và tiếp tục lên đường. Thật là một cố gắng vô ích và vô bổ. Ve sầu tiếp tục nằm dài dưới gốc cây. Sau khi ăn một chút ít, nó tiếp tục chơi dương cầm. Ô, thật là một ngày đẹp trời, la la la. Tôi sẽ chơi đàn và ca hát với cây dương cầm, nên tôi không thể hoàn tất bài hát. La 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 la. Ngay khi đó, một con sóc ló đầu ra khỏi hốc cây. La 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 la. Đủ trời, đủ trời, xin anh đủ rồi đó. Hãy đi chỗ khác và hát bài ca của anh ở chỗ khác. Tôi đang cố nghỉ ngơi. Lúc đó, ve sầu ngừng hát. Nó liếc con sóc, cầm lấy cây dương cầm và bỏ đi. Bọn họ đúng là không biết cách trân trọng người nghệ sĩ của khu rừng này chút nào. Khi những ngày hè oi bức vẫn đang tiếp diễn, đàn kiến vẫn tiếp tục tha thức ăn về tổ. Trong khi đó, ve sầu tiếp tục ăn, rong chơi khắp nơi và tìm kiếm niềm vui với việc chơi dương cầm và ca hát. Cuối cùng, mùa đông lạnh giá đã đến.
Một buổi sáng khi đàn kiến thức dậy, chúng nhìn ra ngoài tổ và thấy mọi vật đang chìm trong tuyết. Tất cả những con kiến bé nghĩ về loài vật đang phải sống trong lạnh giá, run lẩy bẩy và đói khát. Bên cạnh đó, vì tất cả cây cỏ bị chìm lấp trong tuyết, ve sầu đã không có gì ăn trong nhiều ngày. Nó đang run rẩy, không còn hơi sức và không thể chơi dương cầm hay ca hát. Với hơi sức cuối cùng, nó cố bước đi trên tuyết lạnh. Đột nhiên, nó nghĩ tới những ngày hè ấm áp. Những ngày đó thật tươi đẹp, mọi nơi đều có sẵn thức ăn, mình được ăn no căng, mình luôn cảm thấy hạnh phúc. Và lúc đó, nó nghĩ tới kiến. Kiến đã tha mồi về tổ suốt cả mùa hè. Sau đó, nó nhận ra rằng nó đã không thích điều đó. Nó đã chế giễu kiến suốt cả mùa hè. Giờ thì liệu kiến có giúp đỡ nó nữa không? Nó tự hỏi. Và giờ đây, trời quá lạnh cho anh chàng ve sầu ra đi. Giờ không phải là lúc tự kêu nữa. Mình phải đi tìm tổ kiến và xin được giúp đỡ. Nó đi thẳng đến tổ kiến. Nó ngồi trước cánh cửa và gọi to lên. Có ai ở đó không? Xin giúp với. Ai đó? Nó nghe thấy một tiếng động vọng ra từ trong tổ. Ve sầu cố dùng chút hơi sức còn lại trả lời. Anh bạn kiến thân mến, là tôi đây. Ve sầu đây, xin hãy cho tôi vào đi được không? Lúc đó, khi nghe thấy tất cả những điều đó, kiến chúa tiến lại phía con kiến nhỏ bé. Có việc gì đó? Ai muốn giúp đỡ vậy? Chỉ là một chàng ve sầu ngồi chơi và ca hát suốt ngày thưa nữ hoàng. Thần nghĩ anh ta đói khát và đang cần giúp đỡ. Bất cứ ai tới trước cổng của ta xin được giúp đỡ đều không nên bị khước từ. Kiến chúa và những con kiến khác đi tới cửa trước của tổ kiến và mở ra. Chàng ve sầu nằm trên tuyết lạnh vì nó không còn chút sức lực nào cả. Những con kiến liền nâng ve sầu dậy và đưa nó vào bên trong tổ kiến. Ve sầu đã tỉnh lại nhờ hơi ấm trong tổ kiến và được kiến mang cho thức ăn và nước uống. Giờ thì khi đã thấy khỏe lên rất nhiều, ve sầu cảm tạ kiến chúa và bước lại bên anh bạn kiến bé nhỏ. Tôi đã thật không công bằng với anh. Trong khi anh làm việc cả mùa hè thì tôi chỉ chơi và chỉ ca hát. Và thật ra là anh đã cảnh báo tôi nhưng tôi đã không để tâm tới. Tôi thật là hối hận vì việc đó. Đây là một bài học lớn cho anh. Chúng tôi cũng muốn vui chơi suốt mùa hè, nhưng chúng tôi cũng phải nghĩ về tương lai nữa chứ. Nếu chúng tôi không tha thức ăn về đầy tổ trong suốt mùa hè, chúng tôi cũng lâm vào cảnh giống như anh bây giờ vậy. Ve sầu ở lại trong tổ kiến một lúc. Nó đã cảm thấy khá hơn nhiều và khỏe hơn lên. Khi nó phải ra đi, đàn kiến mang cho ve sầu một chút thức ăn. Cảm ơn vì mọi việc. Các bạn đã cứu mạng tôi và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Và tôi sẽ không bao giờ lười nhác nữa đâu, tôi xin hứa. Tôi có thể nhờ anh giúp đỡ được không? Chắc chắn rồi, hãy nói đi. Anh muốn điều gì? Khi mà mùa hè đến, anh có thể mở lớp dạy đàn dương cầm và làm cho các loài vật khác cảm thấy hạnh phúc được không? Nếu nàng Bạch Tuyết không ăn quả táo bà già đưa cho, quên đi thời khắc nửa đêm và tiếp tục khiêu vũ cùng hoàng tử. Nếu nàng tiên cá nhỏ bé không cứu hoàng tử từ chiếc tàu đắm, và nếu Hansel và Gretel không bước vào ngôi nhà làm bằng bánh kẹo, hoặc nếu cô bé quàng khăn đỏ không nói với con sói cô sẽ đi đâu, thì không câu chuyện cổ tích nào sẽ tồn tại. Nhưng câu chuyện mang ta tới những câu chuyện phiêu lưu, tới những miền đất kỳ diệu mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Họ đấu tranh với những kẻ độc ác và đôi khi rơi vào các thời điểm khó khăn. Họ cho chúng ta thấy ý nghĩa thực sự của sự đam mê, tình yêu, tình bạn, lòng tận tâm giúp đỡ, sự sẻ chia và tình thân gia đình. Chúng ta cùng khóc, chúng ta cùng cười, nhưng cuối cùng
chúng ta đều rút ra được một điều gì đó để học hỏi. Tất cả những câu chuyện cổ tích được yêu thích và kỳ diệu nhất đều có trên kênh Adishe Baba, kênh dành cho thiếu nhi trên YouTube. Adishe Baba.